Trong tỉnh Đồng Nai, thưa quý vị, chiều qua đồng chí Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư đã có buổi làm việc với các thành viên trong ban chỉ đạo về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm 2024. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện dự kiến tổ chức từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024 và cấp tỉnh diễn ra trong tháng 10. Trong đó, Đại hội đại biểu cấp tỉnh dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 10 2024, gồm gần 330 đại biểu, trong đó có 250 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời. Trong khuôn khổ đại hội còn diễn ra các hoạt động như đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, tham quan giới thiệu bảo tàng tỉnh. Cùng với đó là trưng bày hình ảnh kết quả công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024, tổ chức gian trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa, trang phục, nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ các huyện, thành phố. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư bám sát chỉ thị số 31 của tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai lần thứ tư năm 2024, đảm bảo đại hội diễn ra đúng tiến độ, cấp huyện tổ chức đại hội xong trước ngày 30 tháng 6, cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 11. Thành phần đại biểu tham dự đại hội phải tiêu biểu là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo đại hội phải xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên để bổ sung hoàn chỉnh chương trình chi tiết của đại hội. Báo cáo chính trị đại hội. Đảm bảo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ tư diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.